xin kính chào quý vị và các bạn. quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. sau đây là nội dung chi tiết. thất bại ở Abkhazia, nga ngậm ngùi chuyển sang tấn công đa hướng ở đông ukraine. quân nga được cho là đang thay đổi chiến lược tấn công ở ukraine, chuyển từ trọng tâm từ Abkhazia sang tấn công đa hướng ở miền đông ukraine. theo Euromaidan Press, do làn sóng tấn công thứ ba liên tiếp của nga tại Abkhazia mang lại ít hoặc không có kết quả, các lực lượng nga hiện đang bắt đầu giảm dần ưu tiên hướng này về chuyển trọng tâm sang các khu vực khác, chẳng hạn như hướng Kubian, Liman hoặc Bakhmut. Tình báo Mỹ mới đây đã đưa ra đánh giá về hoạt động tấn công của Nga ở Arivka và kết luận rằng mục tiêu chính của Moscow là nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng bình luận thêm rằng nỗ lực giành ABFK của Nga về bản chất là mang tính cơ hội. Bộ Tư lệnh Nga chưa bao giờ tự tin về sự thành công của họ trong hoạt động mạo hiểm này. Đó cũng là lý do tại sao Bộ Tổng tham mưu Nga liên tục gọi đó là phòng thủ tích cực. Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, trong cuộc tấn công cơ hội này, lực lượng Nga đã chịu tổn thất hơn 13.000 người và mất 220 phương tiện chiến đấu, trong khi không đạt được bất kỳ lợi ích đáng kể nào trên chiến trường ABFK. Khi rõ ràng rằng đợt tấn công thứ ba không mang lại thành công trong hoạt động, người Nga đã tăng mạnh cường độ tấn công ở các khu vực khác và các nguồn tin Nga bắt đầu cho rằng cuộc tấn công Abiyevka chỉ là mồi nhử. Nhiều nhà phân tích của Ukraine và phương Tây kết luận rằng việc theo đuổi bốn hoạt động tấn công đồng thời ở đâu Ukraine mới là một nỗ lực nhằm giành lại thế chủ động ở cấp độ chiến trường. Các nhà phân tích đã xác định hai mục tiêu chính của chiến lược này. Trước hết, theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bằng việc duy trì thế chủ động trên chiến trường suốt mùa đông, người nga muốn ngăn cản phương Tây ủng hộ Ukraine. Người nga tin rằng việc giữ Ukraine ở thế phòng thủ bằng cách liên tục tiến hành các hoạt động tấn công tốn kém và tạo ra những lợi ích chiến thuật dù chỉ ở mức tối thiểu cũng đủ để ngăn cản phương Tây hỗ trợ Ukraine, khiến người Ukraine có ít nguồn lực chiến đấu vào mùa hè. Thứ hai, việc nắm bắt và duy trì thế chủ động là quan trọng vì lý do chính trị đối với Điện Kremlin. Chẳng hạn năm ngoái, sau khi Ukraine tiến hành hai cuộc phản công thành công, Tổng thống Putin đã hủy cuộc họp báo thường niên, có lẽ vì không muốn trả lời những câu hỏi khó chịu. Tuy nhiên năm nay, việc hủy bỏ cuộc họp báo không phải là một lựa chọn vì cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2024. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các lực lượng Nga không bị động bất chấp thực tế là điều kiện thời tiết hiện tại rất tồi tệ và khó để tấn công, nếu cố gắng tấn công có thể dẫn tới những tổn thất cao. Ukraina dùng biện pháp mạnh để giải tỏa cơn khát lính. Cán bộ tuyển quân Ukraina bắt đầu dùng các biện pháp mạnh như tịch thu hộ chiếu trong bối cảnh nước này cần bổ sung quân số cho chiến sự gần bước sang năm thứ hai theo New York Times. Trong một số trường hợp, cán bộ tuyển quân bắt người ngay giữa đường phố, đe dọa hoặc thậm chí dùng vũ lực để đưa đối phương tới các trung tâm tuyển quân theo New York Times. Cách làm này không chỉ nhằm vào những người trốn quân dịch, mà còn nhằm vào những người thường được miễn nghĩa vụ. Đây là dấu hiệu cho thấy những thách thức mà quân đội Ukraine phải đối mặt trong việc duy trì quân số. Có sự tùy tiện ở đây, một tài xế taxi người Ukraine 58 tuổi nói với New York Times trong bài báo đăng hôm 15 tháng 12. Người tài xế tới từ thành phố Kisman của Ukraine kể rằng cán bộ tuyển quân đã tịch thu hộ chiếu của mình và chỉ trả lại khi đi khám sức khỏe vài ngày sau đó. Người dân địa phương nói rằng cán bộ tuyển dụng tại Kisman nổi tiếng là những kẻ giật người. New York Times cho biết họ đã trao đổi với hơn 20 luật sư, nhà hoạt động, quân nhân, lính nghĩa vụ và người thân của lính nghĩa vụ về cách làm mạnh tay của các cán bộ tuyển quân. Các luật sư và nhà hoạt động nói rằng các chiến thuật mạnh tay được cho là bao gồm dùng vũ lực vượt quá giới hạn thẩm quyền của các cán bộ tuyển quân và rõ ràng là bất hợp pháp trong một số trường hợp. Cũng như các nước khác, quân đội Ukraine sẽ miễn trường nghĩa vụ trong một số trường hợp nhất định như người bị khuyết tật hoặc bệnh lý. Nhưng New York Times cho biết họ phát hiện ít nhất một trường hợp quan chức tuyển quân Ukraine cố gắng điều động Grigory Garasim, một người đàn ông thiểu năng trí tuệ 36 tuổi, đang dùng thuốc điều trị trầm cảm đi tập huấn. Sau khi được kết luận đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi kèm một số hạn chế, Harasim đã được gọi nhập ngũ. Họ đã triệu tập vào quân đội một người được trần đoán là khuyết tật tâm thần từ khi còn nhỏ, Tetiana Fetchap, luật sư ngăn được lệnh gọi nhập ngũ Harasim nói với New York Times, một số người đàn ông Ukraina đã tìm tới tòa án để kháng nghị điều mà họ cho là lệnh gọi nhập ngũ sai trái hay lệnh động viên cưỡng ép. Chỉ trong tháng 11, tòa án Ukraina đã đưa ra hơn 200 quyết định liên quan tới việc động viên nhập ngũ, theo New York Times. Trước các cáo buộc cưỡng ép tổng quân, Bộ Quốc phòng Ukraina nói ông Vrada, tức Quốc hội Ukraina, đang nghiên cứu sửa đổi luật liên quan tới quá trình động viên và giải ngũ. Nếu các quy định ấy được thông qua, Bộ Quốc phòng Ukraina sẽ nghiên cứu các tiêu chuẩn đã được phê duyệt, tuyên bố cho biết Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 8, quan chức Mỹ ước tính 70.000 binh sĩ Ukraine đã không qua khỏi và có tới 120 người bị thương trong cuộc xung đột. Con số này có thể đã tăng lên trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở phía đông Ukraine. Tình báo Mỹ ước tính Nga có tới 350.000 binh sĩ không qua khỏi và bị thương trong cuộc xung đột. Từ khi xung đột bùng nổ. Kiev đã cấm đàn ông từ 18 tới 60 tuổi rời khỏi đất nước và bắt đầu nhiều đợt tuyển quân. Vào tháng 5, quân đội Ukraine bỏ phiếu giảm tuổi nhập ngũ xuống 25. Ukraine đủ sức cầm cự bao lâu nếu Mỹ dừng viện trợ quân sự? Một số quan chức phương Tây cảnh báo Ukraine chắc chắn thất bại trước Nga nếu Mỹ không viện trợ thêm cho Kiev. Nhiều quan chức Mỹ và châu Âu nói với CNN rằng khi gói viện trợ cho Ukraine tiếp tục bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, Washington và các đồng minh đang đánh giá tác động có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine cũng như nguy cơ lâu dài về khả năng Kiev thua trận trước Moscow. Không có gì đảm bảo thành công với chúng tôi, nhưng Ukraine chắc chắn sẽ thất bại nếu không có chúng tôi, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết. Mối quan tâm gần nhất là tác động của việc viện trợ quân sự đối với chiến dịch phản công đang diễn ra của Ukraine ở phía Đông và phía Nam, nơi các lực lượng Ukraine phải vật lộn để đạt được các bước tiến đáng kể, ngay cả khi vẫn còn sự hỗ trợ của Mỹ. Nhìn rộng hơn, các quan chức phương Tây lo ngại việc Mỹ dừng hoặc trì hoãn viện trợ thêm cho Ukraine còn ảnh hưởng tới nguồn viện trợ từ các đồng minh cho Kiev. Ukraine hôm 15 tháng 12 lại hứng chịu một đòn sáng khác khi Hungary chặn thêm viện trợ của Liên minh châu Âu, mặc dù các cuộc đàm phán về vấn đề này dự kiến sẽ tiếp tục vào tháng 1. Thông tin này đã khoét sâu những thách thức mà Kiev phải đối mặt và khiến nhiều người lo ngại rằng nếu Mỹ không tiếp tục viện trợ, các quốc gia châu Âu sẽ hành động theo Mỹ. Giờ đây, các cơ quan tình báo phương Tây đang tính toán xem Ukraine có thể cầm cự được bao lâu nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và NATO một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ ước tính Ukraine có thể cầm cự được vài tháng. Trong khi đó, kịch bản xấu nhất là sẽ có một bước thụt lùi đáng kể hoặc thậm chí là thất bại của Ukraine vào mùa hè. Theo giới chức phương Tây, chiến thắng của Nga sẽ không chỉ là một tin bất lợi đối với Ukraine mà còn là một thảm họa đối với an ninh châu Âu nói chung và là một đòn giáng mạnh vào Mỹ. Khi được hỏi về việc viện trợ của Mỹ tiếp tục bị trì hoãn, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng chúng ta không thể nói về sự mệt mỏi của chiến tranh vào lúc này. Vì nếu chúng ta làm vậy và nhượng bộ thì Nga sẽ chiến thắng. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều xung đột hơn, nguồn cung cấp lương thực khan hiếm hơn và tất cả những lo ngại khác đi kèm. Đó là lý do chúng ta phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Các quan chức Mỹ và EU nói với CNN rằng lực lượng Ukraine đã triển khai đạn trong khi lực lượng Nga bắn trả với tỷ lệ lớn gấp 4-7 lần so với khả năng của lực lượng Ukraine. Một số quan chức cấp cao của Ukraine cho biết các chỉ huy quân sự Ukraine tin rằng tác động lên hỏa lực gây ra thêm tổn thất cho Ukraine. Nếu không có viện trợ bổ sung của Mỹ, các quan chức phương Tây nhận định Ukraine trước tiên sẽ cạn kiệt tên lửa tầm xa, sau đó là tên lửa phòng không, tiếp theo là đạn pháo và tên lửa tầm ngắn như hệ thống chống tăng vác vai Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Mỗi loại đạn đều rất quan trọng đối với khả năng phòng thủ của Ukraine. Các tên lửa tầm xa, chẳng hạn tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp, được cho là yếu tố chính giúp Ukraine thành công trong việc đẩy lùi hạm đội biển đen của Nga hàng trăm km nhằm mở ra hành lang vận chuyển ngũ cốc và các nguồn cung cấp khác tên lửa phòng không đã chứng minh vai trò đặc biệt cần thiết trong những tuần gần đây khi Nga mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở tầng dân sự trong mùa đông này. Tình báo phương Tây cho rằng việc Nga mở rộng các cuộc tấn công như vậy là nỗ lực của Moscow nhằm làm suy yếu ý chí chiến đấu của Ukraine. Trong khi đó, tên lửa tầm ngắn hơn cho phép lực lượng Ukraine phòng thủ trước các xe tăng và máy bay Nga với số lượng lớn hơn rất nhiều so với lực lượng Kiev. Những đánh giá về việc Ukraine thua trận sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với châu Âu đang gây ra những lo ngại sâu sắc đối với một số đồng minh châu Âu thân cận nhất của Mỹ. Sau Mỹ, đến lượt EU chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine. Liên minh châu Âu-EU hôm qua đã không đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ an ninh trị giá 50 tỷ euro, tức 54 tỷ đô cho Ukraine, dù trước đó đã nhất trí mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho nước này. EU đang ngày càng cho thấy sự chia rẽ về cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, với những hậu quả kinh tế và chính trị ngày một rõ rệt. Thủ tướng Hungary Viktor Ban hôm 15 tháng 12 đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ khoản viện trợ bổ sung trị giá 50 tỷ euro mà Liên minh châu Âu dự kiến dành cho Ukraine. Đây là một đòn mạnh nữa dáng vào nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm duy trì sự hộ về tài chính của phương Tây. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã thất bại trong việc thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt thêm 61 tỷ đô cho nước này, chủ yếu để mua khí tài từ Mỹ. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel, các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ được nối lại vào năm sau. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng tôi cực kỳ tin tưởng và lạc quan rằng chúng ta sẽ có thể thực hiện được lời hứa hỗ trợ Ukraine bằng các phương tiện tài chính. Trong những tuần tới, tôi tin điều đó sẽ sớm được chính thức hóa. Việc Liên minh châu Âu nhất trí mở các cuộc đàm phán gia nhập cho Ukraine được coi là một thời điểm quan trọng và là sự đảo ngược trong cách tiếp cận của một quốc gia đang trong tình trạng xung đột. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không phủ quyết các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine, nhưng nhất quyết nói không với viện trợ dành cho nước này bất kỳ quyết định nào của Liên minh châu Âu đều phải nhận được sự tán đồng của toàn bộ 27 quốc gia thành viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm nay của Liên minh châu Âu. Nhà lãnh đạo Hungary đã cảnh báo việc buộc phải đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan tới Ukraine có thể phá hủy sự đoàn kết của khối 27 nước thành viên. Lập trường của chính phủ Hungary là việc thúc đẩy quá nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine sẽ có những hậu quả khó lường, không phục vụ lợi ích cho cả Hungary lẫn Liên minh châu Âu. Tôi phải nói rằng khi xem xét các con số, phân tích kinh tế và các cuộc đàm phán với Ukraine. Chúng tôi thấy rằng nếu coi việc mở đàm phán gia nhập cho Ukraine là một cử chỉ thiện trí chí chính trị, thì điều này là vô lý và không nghiêm túc vào thời điểm hiện nay, và chính phủ Hungary không có ý định ủng hộ điều này. Ngoài ra, tại hội nghị thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 12 nhằm vào Nga, trong đó nhằm mục tiêu vào mặt hàng kim cương và thắt chặt việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân hôm 14 tháng 12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã phục hồi sau đợt suy thoái năm 2022 và đang tiến về phía trước. Ukraine gấp rút củng cố tiền tuyến. Đã quá muộn. Cuối cùng, Ukraine cũng quyết định gấp rút đào chiến hào, ra sức củng cố các tuyến phòng thủ ở tiền tuyến, nhưng liệu đã quá muộn. Ông Zelensky dường như bừng tỉnh. Theo Kiev Independent, câu nói nếu bạn muốn sống, hãy đào hào, thường được quân đội Ukraine sử dụng như lời khuyên dành cho cá nhân người lính tuy nhiên câu châm ngôn này giờ đây được áp dụng cho toàn thể đất nước nga và ukraine đang bắt đầu bước vào một chiến dịch mùa đông có vẻ không kém phần tàn khốc so với năm ngoái chỉ có điều lực lượng moscow đã chiếm thế chủ động trên một phạm vi rộng của chiến tuyến phía đông và có vẻ như sẽ giữ nguyên được điều đó trong thời gian trước mắt khi ukraine vật lộn với những căng thẳng chính trị nội bộ mối đe dọa viện trợ quân sự của phương tây cạn kiệt và nhận thức chậm chạp rằng cuộc phản công mùa hè đã kết thúc trong một thất bại chiến lược các câu hỏi bắt đầu được đặt ra về sự chuẩn bị của Ukraine cho một cuộc chiến phòng thủ lâu dài. Vào ngày 24 tháng 11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Mikhail Fedorov tuyên bố thành lập một nhóm làm việc mới do ông và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đứng đầu để điều phối nỗ lực của tất cả các cơ quan chức năng và quân đội trong các vấn đề xây dựng công sự. Sáu ngày sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc gặp với Bộ trưởng Umerov và các quan chức khác ở Zabritia để thảo luận về việc xây dựng các công sự tập trung vào các khu vực quan trọng nhất của tiền tuyến cũng như biên giới quốc gia với Belarus, nơi các lực lượng Nga đã triển khai lực lượng đột kích áp sát thủ đô Kiev vào tháng 2 năm 2022. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Bộ Quốc phòng xác nhận với Kiev Independent rằng kế hoạch xây dựng các công sự trải dài dọc theo toàn bộ chiến tuyến, nhưng trái ngược với Nga, vốn đã dành nhiều tháng để xây dựng các tuyến phòng thủ, trong khi lực lượng của họ nắm thế chủ động trong suốt mùa đông và mùa xuân, Kiev đã không thực hiện các biện pháp tương tự, trong khi lực lượng Ukraine tấn công vào mùa hè. Viktor Kipriuk, đại tá Ukraine đã nghỉ hưu và chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng nói rằng Dọc gần như toàn bộ chiến tuyến nơi chúng tôi, tức lực lượng Ukraine đang đóng quân, chúng tôi đã ở đó không dưới nửa năm. Việc này đã diễn ra được nửa năm và đột nhiên, Tổng tư lệnh tối cao Zelensky dường như bừng tỉnh và đề xuất xây dựng công sự. Ông ấy đã ở đâu suốt thời gian qua? Ukraine chuyển sang phòng thủ chiến lược. Được báo trước bằng việc khởi động một cuộc tấn công quy mô lớn đầy kịch tính vào thành phố Avivka vào đầu tháng 10, Ukraine đã bước vào một chiến dịch mùa đông với tư thế phòng thủ. Mặc dù Avdiivka vẫn là một điểm nóng, các cuộc tấn công mới đã bắt đầu ở những khu vực khác, đáng chú ý nhất là xung quanh Marinka và Bakhmut, nơi lực lượng Nga đã đạt được những thắng lợi đáng kể lần đầu tiên sau nhiều tháng. Theo phong cách quen thuộc, Ukraine chưa bao giờ tuyên bố cuộc phản công đã chính thức kết thúc, nhưng căn cứ trên thực tế thì điều đó khó có thể phủ nhận. Trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 12 với ban tiếng Ukraine của BBC, cựu tổng tham mưu trưởng Ukraine Viktor Muzhenko, đã kêu gọi Kyiv thực hiện chuyển đổi có ý thức sang phòng thủ chiến lược, tập hợp và bảo toàn lực lượng của mình trong khi kìm hãm bước tiến của đối phương. Chuyên gia Kylyuk đồng tình. Hiện tại chúng tôi không thể tiến tới bất cứ đâu. Mọi thứ đang diễn ra ở quy mô nhỏ tới mức rõ ràng. Nó sẽ không dẫn tới chiến thắng, cũng như giành lại lãnh thổ Ukraine. Chúng ta cần tạm dừng. Với nhu cầu này, sự tồn tại của các tuyến phòng thủ được chuẩn bị trước và được xây dựng tốt là cực kỳ quan trọng đối với việc phòng thủ của Ukraine nói chung, ông Kylyuk lưu ý. Hầu hết các lữ đoàn lục quân Ukraine đều có tiểu đoàn công binh riêng, trong khi hai lữ đoàn công binh chuyên trách và các đơn vị độc lập khác cũng hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ. Bất chấp những nguồn lực này đã có trên giấy tờ, binh lính Ukraine chiến đấu tại các điểm nóng ở tiền tuyến đã báo cáo về sự thất bại chung của Bộ Chỉ huy trong việc chuẩn bị ngay cả những tuyến hào dự phòng cơ bản nhất. Những sai sót cơ bản này xảy ra ở hai biên sườn Avivka, nơi lực lượng Nga đã tiến được vài km, đã được một số binh sĩ thông tin với Kiev Independent. Theo một chỉ huy pháo binh cấp cao gần thành phố, những vấn đề tương tự cũng thường xuyên xảy ra ở phía bắc Bang Người đã yêu cầu giữ bí mật danh tính khi thảo luận về chủ đề này. Ông nói, cả các vị trí kiên cố cũng như tuyến thứ hai đều không được chuẩn bị chu đáo, cũng như các ngôi làng mới trong tương lai gần có thể chìm trong các hoạt động giao tranh khi quân Nga xông vào chiến hào. Chúng tôi không có nơi nào để rút lui và không có vị trí nào để chiếm giữ. Chúng tôi phải đào hào dưới hỏa lực của phía Nga chứ đừng nói tới pháo kích. Bài học đau đớn. Chiến dịch phản công mùa hè và mùa thu của Ukraine đã thất bại trong việc giành được những vùng lãnh thổ có ý nghĩa chiến lược. Tại mặt trận phía nam Orikhov ở Zabrychia, trên đường tới Tokmak và Mariupol, theo kế hoạch của Ukraine cùng với Mỹ, làng Rabutino dự kiến sẽ được dứt điểm trong 4 ngày, theo bản báo cáo do Washington Post công bố hôm 4 tháng 12. Tuy nhiên, được dẫn đầu bởi các lữ đoàn nắm đấm thép được phương Tây huấn luyện và trang bị và được hỗ trợ bởi lượng lớn đạn pháo, lực lượng Ukraine đã phải mất tới 80 ngày để chiếm được khu định cư hiện đã đổ nát và không thể tiến xa hơn về phía nam sau đó. Theo nguồn tin của Washington Post, Kiev và Washington đã đổ lỗi cho nhau về thất bại. Ngoài những sai lầm mắc phải trong việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc phản công, có một điều hết sức khách quan là mạng lưới rộng lớn các tuyến phòng thủ được xây dựng có mục đích của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với kế hoạch tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine được điện báo trước đó nhiều tháng, Nga đã bắt đầu xây dựng các công sự từ trước với hình ảnh vệ tinh về các hào chống tăng lớn hệ thống hào và hàm răng rồng bắt đầu xuất hiện trong những tháng đầu năm. Sử dụng một lượng lớn nguồn lực nhà nước, Nga đã mở rộng tuyến phòng thủ kiên cố của mình, lúc đó được đặt theo tên của tướng Sergei Surovikin cho tới khi bắt đầu cuộc tấn công của Ukraine vào tháng 6. Học thuyết quân sự của Liên Xô sau đây về phòng thủ theo chiều sâu, hai tuyến chính được xây dựng cách nhau 10 đến 15 km phía sau chiến tuyến ban đầu, được bảo vệ bởi hàng km bãi mìn dày đặc. Sau khi tới được tuyến đầu tiên vào cuối tháng 8, các binh sĩ đã báo cáo với Independent về mạng lưới đường hầm và hầm trú ẩn được gia cố bằng bê tông mà trước đây vệ tinh không phát hiện được